Xin chào cả nhà đã đến với kênh của mình Thu Loan. Hôm nay mình về quê mẹ của mình đó cả nhà. Hôm nay là rằm tháng giêng lớn á cả nhà, nên mình về quê mẹ mình để cúng sao ha. Rằm tháng giêng lớn á, mẹ mình cũng có cúng á, nên mình về mình phụ ha. Con đẻ cúng xong rồi về gia đình dọn lên ăn thôi. Đây là ba con gà ha, ba con gà luộc rồi á, nhà mẹ mình cũng đã cúng xong rồi. Bây giờ dọn lên gia đình mình cũng quay quần ăn đó cả nhà. Mời cả nhà ăn cùng gia đình mình nha. Mẹ mình nấu nửa chay nửa mặn, ai muốn ăn thì ăn, bên chay bên mặn. Mẹ mình ở nhà quê chứ lúc nào cũng mà nấu đồ cúng là phải nấu cho nhiều cả nhà. Đồ ăn là quá trời mà không có khách. Chắc cá kèo á, chắc cá kèo rồi. Trời té nhào đầu. Đây là đồ chay không đúng không? Đây là con à, con ăn gì đây nè. No quá. Thấy mâm ăn là no rồi. Đồ chay không ngon quá. Mẹ mình đổ rau câu nè cả nhà, nhìn thấy ngon không? Nhà chị em mình dọn về ăn chứ mình không có ăn ha. Mình thấy no rồi nhưng mình không có ăn. Giờ mình đi quay cảnh nha cả nhà. Mình quay cảnh nhà quê yên tĩnh, nhìn thấy nó thơ mộng ha. Giờ mình có chồng rồi á, mình hết làm nông á cả nhà. Chứ thời xưa kia mình làm nông rất là giỏi. Mẹ mình ở cái nhà trong cái đồi á, mình nhìn xuống dưới đường á, giống như cảnh Đà Lạt kìa cả nhà. Xe chạy quê chạy lại, nhìn thấy nó cũng vui. Trước mặt nhà mẹ của mình á, là khu du lịch sinh thái Nhân Tâm nha cả nhà. Khách du lịch đi thăm chơi á, phải đi ngay lên một cái đồi nhìn nè cả nhà. Trên đó nó có một cái chùa. Một cái chùa nó rộng mà đẹp lắm. Lên cái đồi đó chỉ có cha chỉ thôi, chứ còn người về chắc đi không nổi cả nhà. Lên cái đồi là thở hì hục luôn á. Đường đây là đường đi thẳng về lại Nha Trang ha. Khung cảnh nó ít nhà, mẹ mình thích ở như vậy cả nhà. Nó yên tĩnh. Đi xuống khúc dưới cỡ nửa cây số thôi. Nhà chợ búa rất là đông. Những cái đồi đen người ta trồng keo á cả nhà. Cái hồi mình con gái chưa chồng á, mình làm rất là giỏi. Những cái đồi đây mình cầm rửa, mình hạ cây rồi xuống nè, đối với mình là bình thường lắm cả nhà. Làm thiệt mà hai cái tay mình nó chai cũng như là người đàn ông luôn á. Mình sống ở đây là mình sống cái cảnh là ở đây người ta trồng cây keo á cả nhà, với lại trồng mía. Cái trồng quay màu đủ thứ. Nếu mà đất nào nó còn trống thì mình chen vô đậu phộng, khoai mì, khoai lang. Mình làm các kiểu cái gì cũng có ha. Giờ mình về mình nhớ cảnh thời đó. Mình làm tuy nó khổ, nắng cực nhọc nhưng mình thấy vui lắm cả nhà. Bên nó đổi đường á Hoa, mấy bữa đường bên này, bây giờ đi đường bên này. Cả nhà xem mía nè. Ở nhà quê trồng mía ngon ghê. Thời xưa kia mình ở đây mình đi chơi á, rồi mình khát nước lên là mình tới mình bẻ một cây mía đây nè cả nhà. Mình ăn nè. Mía này là ta trồng số nhiều quá, để người ta chặt ra ta ép đường ở cả nhà. Đường xanh không. Mấy cỡ dại mà nó đẹp ghê cả nhà. Ôi, mình nhìn xe xe có một cái nhà. À, ở đây cái nữa nè. Nhà người ta ở. Nhìn qua cái đồi bên kia là Nhân Tâm cái nhà. Khu du lịch Nhân Tâm. Đó mình ngó lên là một cái chùa.
Giờ mình nhìn mặt sau á, mình thấy cái chùa nó rõ rồi cả nhà. Bây giờ dịch á, người ta đóng cửa. Chắc mình lên á, mình tham quan chắc người ta không có cho mình vô đâu. Nhìn lên á, mình thấy rộng ghê luôn á. Hồi xưa kia mình đi làm mía là khu này là rẫy không mà sao lại có nhà. Cái con cũng sủa. Nhà người ta nuôi chó cái gì. Rê nó làm dữ ghê luôn. Thấy mình lạ. Con sông Chờ này nó chảy về sông Cái Nha Trang cả nhà. Con Chờ này mùa hè ra đẹp lắm. Nó có ốc ở dưới đó nữa. Hồi xưa mình tuổi thơ mình xuống sông Chờ đây mình tắm mà bắt ốc nè. Mình bước qua bên kia sông là có khu du lịch bên đó ha. Khu du lịch bên đó rất là đẹp luôn. Bên kia là cầu treo nè. Đó, có cầu treo mình đi qua đó. Mình lên cái đồi hồi nãy đó, mình đi qua bên đây. Nhưng mình giờ có con sông mình không đi được. Qua đó là khu du lịch. Nhưng ta chạy xe ở đường cái bên kia ta qua luôn ha. Cái đây có một chiếc xe cẩu ha. Nó xúc cát giữa dòng sông nè. Qua bên cái làng bên kia là nhà ở đông lắm cả nhà. Mình nhìn bên kia sông á, đó là không phải là rừng, nhưng mà hàng cây keo người ta trồng á cả nhà. Có hồi xưa kia dòng sông này nó rậm lắm, mà nhưng là nước nó cạn, nó lòi đá lên luôn cả nhà. Giờ giăng nó xuống nó múc cát quá, nên dòng sông mình thấy nó bị lở với nó sâu. Đường bây giờ nó ủi, làm nó rộng. Cái nhà nhìn xe xe trên kia là có một khu chòi ha. Những cái chòi người ta cắt ô ô nhỏ nhỏ là những cái chòi đó là để cho khách du lịch nó xuống nghỉ ngơi á. Ăn uống giữa dòng sông cho nó mát ha. Cái dòng sông đây nó ngọt lắm cả nhà, nước nó ngọt lắm. Ở cái làng của mình á, ăn uống sinh hoạt đều dòng sông đây hết ha. Bây giờ mình quay về nhà mà mấy chó nó làm dữ không cả nhà. Thôi video của mình đến đây kết thúc. Cảm ơn cả nhà đã xem video, thấy thích nhấn cho mình một like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Và xin hẹn gặp lại cả nhà ở video tiếp theo nha. Chào cả nhà nha.